Có thể gọi là mình đã xong cái máy farm rồi đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ xuống và tôi xây nốt cái phần phần cuối cùng anh ạ. Tôi thể ôi rồi what the hell, cái gì vậy? Ok, hello anh em, chào mừng tất cả các em quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì anh em có thể thấy hiện tại tôi đang đứng ở chỗ máy farm skeleton đây. Và bọn nó khá là ồn anh em nhỉ. Đấy nên là tôi sẽ xử bọn nó đấy anh em ạ. Đó, ồn quá ha. Ồn ào này. Đấy, farm thích lắm anh em ạ. Ok các em ạ, thì tôi phải nói thật với anh em mà trong cái khoảng thời gian tôi up live ấy là tôi cũng đã làm được khá khá chuyện. Thì thực ra thì cũng chả có mấy chuyện đâu ha. Thì nó là như thế này. Tôi đã có xem lại cái tập trước. Đấy, cái tập mà tôi đánh với cướp đấy. Đấy, và tôi nhận ra đó là cái mic của tôi nó hơi nó loại hơi nhiều cái âm thanh của tôi các em ạ. Đôi khi tôi cười nhưng mà mic của tôi nó không ghi vào luôn thôi. Nó coi tiếng tôi cười tạp âm anh em ạ. Nó xóa luôn. Đấy. Và trong khoảng thời gian online là tôi đã test khá là nhiều để tôi thử cái mic của tôi. Đấy. Và bây giờ tôi nghĩ là mic của tôi ngon đấy. Bây giờ tôi cười là ngon đấy, để tôi cười cho anh em nghe nhá. Á, anh em có thể nghe thấy là bây giờ là nó gần như là nó ghi âm hết cả tiếng cười của tôi luôn rồi đúng không? Đấy, cái này là ngon rồi. Sau này tôi cười là anh em còn nghe được đúng không? Đấy. Ok các em ạ, thì như anh em có thể thấy là hiện tại tôi đang cầm rất là nhiều cái cung đây đúng không? Rồi. Thì trước khi video thì anh em đừng quên like và subscribe với tôi nhá. Anh em làm như vậy là ủng hộ tôi rất là nhiều luôn mà còn free mà. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok các em ạ. Thì anh em có thể thấy là tôi cầm rất là nhiều cung. Anh em đang hỏi tôi làm gì ấy, vì sao mà tôi cầm nhiều cung này đúng không? Đấy. Bây giờ tôi sẽ gộp cái cung lại với nhau. Anh em có thể thấy là tôi có cầm cả bạc theo này, sắt đấy, để tôi làm cái đe đấy. Bởi vì nhà mình giàu mà, nhà mình có máy farm sắt mình sợ gì đúng không? Đấy. Gộp cái cung này lại với nhau là mình sẽ có mấy cung cực kỳ khỏe anh em ạ. Đầu tiên ấy, là anh em nhìn này, tôi có mấy cung lửa và chậm hỏng. Xong tôi sẽ gộp nó với tất cả những cái đống này để nó có cả bật lùi và cả sức mạnh 5 luôn đấy. Đầu tiên ấy là mình sẽ gộp sức mạnh 2 với sức mạnh 2 này. Đấy, anh em cứ xem từ một lúc nữa là anh em sẽ ok ấy mà. Đấy, sức mạnh 2 cộng sức mạnh 2 là ra sức mạnh 3. Thì anh em có thể thấy là cái level của tôi hiện tại là level 50, nó khá là cao. Bởi vì tôi đã dành khá là nhiều thời gian để tôi farm đấy, khá là lâu. Ok, tiếp này, chậm hỏng 2 và sức mạnh 2 này, đấy, gộp với sức mạnh. Đấy, nó lại ra sức mạnh 3. Ok chưa? Đấy, khá là ngon. Gộp sức mạnh 3 với sức mạnh 3 là nó ra sức mạnh 4. Đấy. Đấy, xong mình sẽ làm như vậy với cái bên này. Cái bên này là sức mạnh 2 này, cộng sức mạnh 2 này là ra sức mạnh 3 và bật lùi 2 luôn. Bởi vì cả hai cái này nó đều có bật lùi mà anh em. Đấy, bật lùi 2 này. Đấy, sẽ gộp hai cái này lại với nhau. Sức mạnh 2, sức mạnh 2. Đấy, sức mạnh 3 này. Đấy, gộp hai cái này lại với nhau. Sức mạnh 4 là bật lùi 2. Đấy, ủa chứ chào rồi, tôi hết là vào đấy các em ơi. Bây giờ là phải gộp hai cái sức mạnh 4 này lại thì mình mới ra được cái sức mạnh 5. Sau khi ra cái sức mạnh 5 ấy thì mình sẽ gộp nó với cái bâu này, cái bâu mà có lửa và chậm hỏng. Đấy, là mình sẽ ra một cái cung mà nó có 5 khảm. Quá ngon anh em ạ. À đâu, mới cung có 4 khảm thôi. Rồi tôi về tôi ép thêm cả cái sửa chữa vào nó nữa. Đấy, quá ngon đúng không anh em? Quá ngon. Như anh em có thể thấy này, đó là cái chi phí phù phép của nó là tận 16 level cơ. Đấy, tôi mới có 15 level thôi anh em ạ. À đâu, tôi mới có 9 level thôi. Nên là bây giờ chưa có làm được cái gì cả. Tôi sẽ phải đứng tôi farm thêm một chút anh em ạ. Ok, anh em đợi tí nhá. Ok anh em, thì vừa nãy là tôi vừa mới gộp hai cái cung sức mạnh 4 lại với nhau rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần gộp nốt cái cung sức mạnh 4, gộp nốt cái cung sức mạnh 5 và cái cung có lửa này là được. Đấy. Tôi nghĩ là farm nốt đợt này là mình đủ level đây các em ạ. 3 phát là chết rồi các em ạ. Đấy. Thích lắm anh em ạ. Đấy, phê lắm. Ô, tôi mới có level tới 15 à? Phải đợi thêm tí nữa anh em ạ. Ok anh em ơi, thì sau một lúc mà chúng nó ra khá là đông rồi. Đấy, 1 2 3. Đấy anh em ạ, thích lắm. Rồi, bây giờ mình khảm nốt, gộp nốt hai cung này lại với nhau là xong. Đấy thì anh em có thể thấy là nếu mà mình mà để cái này thì cái chi phí phù phép của nó là tận 28 cơ. Đấy, nhưng mà nếu mà mình để cái cung lửa lên trên rồi mình để cái cung này xuống dưới thì chi phí phù phép của nó chỉ có 17 thôi. Thì tôi cũng không hiểu là vì sao mà nó lại như vậy nữa, nhưng mà cái vị trí là nó cũng có ảnh hưởng anh em nhá. Nếu mà anh em mà dùng cái đe thì anh em nhớ để ý cả cái vị trí nhá, nhớ thay đổi nó để xem nó thế nào. Úi rồi ôi, tôi có cái cung này là ngon lắm này các em này. Sau này mình có đánh cướp là mình có thể có cái cung ngon để anh bắn rồi. Đấy, thích thì về khảm thêm cái vô tận anh em ạ, bởi vì là cái cung ấy nó còn có một cái khảm nữa rất là quý, đó là khảm vô tận hay là vô hạn này đó ấy. Đó, thì có nghĩa là mình bắn mà mình không cần dùng mũi tên luôn anh em ạ nhá, bắn vô tận tên luôn, thích lắm. Nhưng mà nếu mà ép khảm vô tận ấy thì không ép được khảm sửa chữa, nên là tôi cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ ép khảm sửa chữa, bởi vì là ở nhà mình có nhiều tên mà. Đây này, anh em nhìn thấy một đống tên này thì cần gì thì phải có vô hạn làm gì, đúng không? Thì mình có quá nhiều à. Đấy, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ về và tôi ép khảm sửa chữa và cùng. Ok các em ạ, thì nếu mà anh em mà để ý ấy, chắc là anh em cũng để ý thấy là tôi có những cái quả bóng xanh ở đây đúng không? Đây là quả bóng nhòn thì các em nhá. Quả bóng nhòn này là nãy là tôi giết một cái con slime. Con slime là con hình vuông mà màu xanh xanh ấy, nó nhảy nhảy đấy á. Bóng nhờ này rất là quan trọng, để nó quan trọng cho cái nội dung của tôi ngày hôm nay anh em ạ. Đó là hôm nay tôi sẽ xây máy farm đá. Nhưng mà để xây được cái máy farm đá đấy là tôi cần rất nhiều bóng nhòn, thật, tôi cần nhiều lắm ha. Và có mỗi 6 quả này không được. Vậy nên là có hai cách để chúng ta đi tìm bóng nhòn anh em ạ. Thứ nhất là mình đi tìm cái chỗ mà cái bọn khối vuông màu xanh đấy nó spawn. Mà cái chỗ đấy là thường là nó là đầm lầy ấy. Mà xung quanh đây tôi chả có đầm lầy quá, chả tìm ở đâu ha. Vậy nên chúng ta phải làm cái cách thứ hai các bạn, đó là phải đợi thằng thương nhân ấy. Bởi vì anh em có nhớ là thỉnh thoảng thằng thương nhân nó có offer với tôi cái quả bóng nhỏ đâu. Đó, thế nên là tôi sẽ farm bọn skeleton này và chốc đó, tôi chạy về nhà và tôi đứng xung quanh đấy, tôi AFK, tôi farm và tôi đợi thằng thương nhân nó ra các bạn ơi. Chắc là sẽ khá là lâu đấy. Đây, thì anh em thử nhìn xem ngày tôi là hiện tại tôi đang ở ngày thứ 227 đúng không? Đấy, để khi nào tìm một thằng thương nhân để xem lúc ấy là ngày nó bao nhiêu đấy các em nhá. Ok anh em đợi tôi chút nhá, khi nào tìm thấy thằng thương nhân thì tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ôi anh em ơi, tôi quên mất anh em ạ. Đó là trong cái buổi trước ấy, bởi vì tôi chạy qua mấy chỗ máy farm nó xa quá, nên là tôi đã quyết định tôi bắt một em ngựa. Đây, đấy, quên chưa giới thiệu với anh em về em ngựa này. Đấy, cái em ngựa này là một em ngựa trắng cực đẹp anh em ạ. Đấy, ui dồi, bạch mã đấy anh em ạ, phò mã đấy, ui dồi, phò mã đẹp quá. Rồi, phò mã đi vào chuồng phò mã này. Tôi sẽ cho em ấy mặc bộ giáp kim cương. Mặc bộ giáp kim cương của em ngựa trước anh em ạ, khổ thân em ngựa trước. Tôi phải thật với anh em mà tôi rất là muốn xây mộ để tưởng niệm cho em ngựa trước. Nhưng mà tôi không biết là cái di trúc của em ấy đâu. Tôi không biết là ý tôi là cái da của em ấy đâu ấy. Bởi vì anh em nhìn này, tôi gộp hết da vào rồi ha. Bây giờ là 39 cái da này, tôi chả biết cái da của em ấy là nằm trong cái đống nào trong đống này các bạn ha. Buồn. Rồi, tôi sẽ mang cái bộ giáp ra tôi cho em ấy mặc các bạn. Đấy, giờ là em ấy sẽ là em ngựa chính của tôi. Đấy. Ấy, thế bây giờ mặc cho em ấy thì mặc sao anh em nhỉ? Thì tôi ấn vào em ấy thôi đúng không? À đúng rồi, mình ấn ngồi lên em ấy anh em ạ. À ấn vào rồi thì mình ấn cái giáp vào. Ôi ôi, ui đẹp không anh em ơi? Đẹp không? Ui, đẹp nhở? Tôi trông em ngựa trắng mặc đẹp phết anh em ạ. Cừu, em thấy sao? Có đẹp không em? Nơ. À, có em nào muốn nằm ngủ với anh không? Cừu. Ok anh em ạ. Ok, tôi nghĩ là bây giờ chắc là tôi sẽ chạy trên kia, để tôi đứng trên kia tôi farm và tôi đợi thương nhân anh em ạ. Tôi mong là thằng thương nhân nó sẽ sớm spawn ra. Đấy, ok các em nhá. Ok các em ạ, thì tôi phải nói thật là sau một hồi mà tôi suy nghĩ, thì thì tôi mới nghĩ ra là nếu mà mình đứng ở cái hình farm ấy thì cũng chả được gì lắm đâu, bởi vì là anh em có nhớ là các cái rừng ở đấy của tôi là nó khá là đầy rồi đúng không, nó có khá là nhiều đồ rồi, mình còn chưa dùng hết là mình đã đòi farm thêm đúng không. Vậy nên là tôi sẽ không có phí thời gian để tôi đứng ở đây tôi farm đâu, tôi sẽ đi đổi đồ. Chết cha rồi, trời ơi, cái giày của tôi cái giày của tôi nó làm đóng băng cái này rồi đấy, nước ra nước này rồi ok anh em ạ. Đấy, trong khoảng gian đấy tôi sẽ đi đổi đồ với dân làng để tôi có được cái quyển sách nhặt 3 anh em ạ, là looting 3 đấy á. Vì anh em có thể để ý là cái kiếm này của tôi nó không hề có cái cảm nhặt đúng không, đấy, nó không có cái looting, nên là đôi khi mà tôi farm nhện hay là tôi farm skeleton ấy, nó không có rơi ra nhiều đồ, tôi không thích lắm. Đấy, vậy nên là giờ tôi sẽ xuống và tôi sẽ đổi đồ với các anh ấy, và tôi tìm một anh mà anh sẽ đổi cho tôi quyển nhặt 3. Đầu tiên ấy là mình cần phải đổi ngọc lục bảo đã đúng không, chứ không là mình hết lục bảo mất. Đấy, đổi ngọc lục bảo dễ lắm anh em ạ, cứ tìm mấy cái anh ấy thôi. Đây này, ấn cái qua luôn đấy. Anh em giữ ship rồi anh em ấn cái là nó đổi phát cả đống cho anh em luôn á. Nhanh anh em ạ. Ok anh em ạ, thì sau một hồi mà tôi đổi đồ là tôi đã lên được khá là nhiều level rồi, tôi lên level 20 rồi. Các anh dân làng, các anh ấy nhận sắt của tôi mà các anh ấy vui lắm ấy các bạn ạ. Mà các anh ấy không biết là sắt đấy là từ người mà bảo vệ các anh ấy đấy, chính là Golem đấy các bạn ạ. Bởi vì là cái máy farm này chính là cái máy farm Golem mà. Các anh dân làng ngây thơ quá. Cái đấy chính là cho cốt của những người bảo vệ các anh dân làng đấy, thế mà các anh dân làng nhận vui vẻ luôn ghê chứ. Ok các bạn ạ. Thì tôi đủ level 20 rồi ấy, là tôi sẽ khảm được quyển sách sửa chữa vào cái cây cung của tôi. Đấy, anh em thấy cung của tôi giờ có 5 khảm chưa? Cung bên này là mắc khảm rồi đấy anh em nhá, là không còn khảm thêm đâu đấy. Cung bên này là khỏe nhất rồi đấy ha. Úi dồi ôi, tôi khảm xong rồi nó hỏng luôn cái đe rồi anh em ạ. Bởi vì là cái đe nó có một cái đặc tính đó là mình mà khảm đến một độ nào đó thì nó sẽ bị hỏng anh em ạ, vỡ cái đe ra. Thì do mình gõ vào cái đe nhiều quá mà. Anh em yên tâm, tôi làm cái đe mới, tôi giàu lắm. Anh em thấy 4 khối sắt không? Quá giàu rồi các bạn. Đấy, hình như làm cái đe nhầm, khối sắt là phải để lên trên này, phôi là để lên dưới. Rồi, ui tôi thật là tôi đổi cái đe với các anh dân làng để lấy một ngọc xanh tôi cũng đổi luôn đây các bạn, thật quá giàu thật. Ôi game ơi, tôi đang ở cái làng bên cạnh để tôi tìm những quyển sách nhặt 3 đấy. Nhưng mà khi tôi đang tìm thì tự nhiên tôi tìm được mấy khảm cực kỳ ngon đấy anh em ạ. Đây, gai 3 mà chỉ mất có 13 ngọc lục bảo. Cái khảm này là một trong những khảm cực kỳ ngon anh em nhá, ngon kinh khủng luôn ấy. Bởi vì là cái gai này ấy, là mình có thể ép vào giáp của mình, và khi mà quái nó đánh mình ấy là nó sẽ bị phản đam lại anh em ạ. Mình bị mất máu nhưng nó cũng bị mất máu luôn, cực kỳ tốt. Và cái khảm gai này là một trong các khảm hiếm nhá. Vậy mà cái ông này là ông đồng ý trao đổi với tôi mà chỉ mất có 13 ngọc anh em ạ. Bây giờ giảm xuống còn 12 ngọc này. Ok, thì nếu mà anh em có thể để ý thì anh em có thể nhìn thấy là tôi đang có cái sẻng kim cương, đúng không? Đấy, và tôi cũng đã có thêm 3 quyển sách chậm hỏng. Thì những quyển sách chậm hỏng này là từ đâu? Là từ một anh dân làng ở làng nhà tôi đấy. Là nãy là tôi cũng đặt một cái kệ sách ở chỗ đấy, và anh ấy đồng ý chết với tôi là sách chậm hỏng. Đó, sau đó là tôi lại tìm thêm một anh làm dụng cụ nữa, là anh ấy đưa tôi cái sẻng kim cương. Đấy, tôi đã ép một quyển chậm hỏng nó vào trong cái kiếm của tôi rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì hai anh này là hai anh ấy đều có nghề hết rồi, nên là tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ phải đi về nhà và tôi làm cái kệ sách mới. Mình làm kệ sách mới, và sau đó là mình tiếp tục mình đi tìm người để mình đổi tiếp. Cứ để hai anh ấy ở trong ấy đi cho an toàn các bạn. Đấy, em chào hai anh nhá, khi nào em cần sách em lại đến thăm hai anh nhá. Nãy là tôi đi qua đây cùng với bạch mã đây anh em ạ. Bạch mã tôi đâu rồi, đây rồi. Tôi để bạch mã trong chuồng cơ mà chả hiểu sao mà nó trốn được anh em ạ. Ok, đấy, bây giờ tôi đã về và tôi làm thêm cái kệ sách. Chả cần đâu, tôi đi chặt cây xung quanh luôn đúng không, chặt cây xong làm kệ sách rồi thì tôi sẽ bắt một anh dân làng nào đó ở đây làm nghề thủ thư tiếp. Và tôi sẽ lại tìm quyển nhặt 3 tiếp anh em ạ. Ôi anh em ơi, Cuối cùng cũng có thằng nó chịu trao đổi với tôi quyền đặt 3 rồi. Thằng nó dậy này. Đấy. Ui rồi ôi. Ôi thật về game là sau bao nhiêu lâu nhá. Anh em nhìn cái ngày này. Ngày 233 rồi đấy. Hả? Qua tầm 4-5 ngày rồi đấy anh em ạ. Rồi ôi. Rồi. Quá ngon này. Bây giờ tôi sẽ mang hết cái đống sách này và tôi đi về thôi anh em ạ. Rồi anh em ơi. Rồi. Xong rồi rồi. Bây giờ tôi sẽ thử khảm hết cái đống này vào trong mấy cái bộ của tôi làm sao nào. Đầu tiên là mình sẽ khảm cái nhặt 3 vào cái kiếm trước anh em ạ. Đấy ui rồi. Anh em thấy kiếm của tôi có 6 khảm chưa? Thực ra kiếm ấy là nó max là 7 khảm anh em ạ. Tôi còn thiếu cái gây cháy. Đó, à, còn thiếu có mỗi cái gây cháy thôi chứ còn lại là ngon rồi đấy, 6 khảm là ngon đấy. Đấy. Bây giờ có mấy quyển gai. Để tôi thử khảm vào cái giày xem được không nào. Úi dồi ôi, nó mất nhiều level lắm anh em ạ, bởi vì là cái khảm gai là khảm hiếm à. Thế nên là để khảm vào là nó mất nhiều level lắm. Để thử quần áo làm sao nào. Cái áo sẽ mất, ui cũng 15 level anh em ạ. 13 level, ui nhiều lắm, thôi kệ đi. Sau này tôi đi farm thêm level sau tôi khảm sau. Thì tôi mới nhớ ra đó là tôi còn chưa nói cho anh em là cái lý do tại sao mà tôi lại phải làm máy farm đá đúng không? Bởi vì là sắp tới là tôi sẽ làm rất là nhiều máy farm khủng anh em ạ. Rất là nhiều. Mà để làm cái đống ấy là mình cần rất là nhiều đá anh em ạ. Đấy, vậy nên là tôi mới phải làm máy farm đá. À, bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ đứng ở xung quanh đây, tôi AFK tiếp. Để tôi đợi anh thương nhân này các bạn ạ. À từ từ. Trước tiên thì để tôi cho anh em xem một chút đó chứ nhở. Đấy. Cho anh em xem cái anh làm sách chậm hỏng và cái anh mà đưa tôi cái xẻng. Đấy. Đây. Cái anh mà đưa tôi cái xẻng là một trong đây này. Cái anh này hay sao ấy. À không, thế cái anh bên cạnh này này. Đây này. Đấy. Xẻng cái này chậm hỏng 3 đấy. Đấy chính là cái xẻng của anh ấy đấy. Ok anh em ạ. Và cái anh mà đưa tới quyển sách chậm hỏng đâu ấy nhở. Cái anh mà đưa tới quyển sách chậm hỏng là hình như là anh này này. Đấy chậm hỏng 3 này đấy. Tôi đã đổi được với anh cái 3-4 quyển rồi đấy. À, nó lên được mức bằng này rồi. Đấy ok anh em ạ. Đấy khi nào mà tôi tìm thấy thương nhân tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em. Đây anh em có thể thấy là đây là căn phòng mà tôi đứng để cho thời gian nó trôi qua đây. Đấy. Tôi đặt cái cục crab table vào đây để cho zombie nó không phá được cửa và nó không vào được ấy. Nó có phá cửa xong thì nó không có vào nó đánh được ấy. Đó. Nhưng mà tôi đã đợi khá là lâu nhưng mà vẫn không thấy anh thương nhân đã xuất hiện anh em ạ. Đây. Anh em có nhìn thấy là hiện tại đã ngày thứ 240 không? Hả? Đã trôi qua tầm 11 đến 13 ngày đây anh em ạ. Đó. Và vẫn không thấy ai xuất hiện cả. Và tôi nóng lòng quá rồi anh em ạ, tôi không đợi nữa ha. Không đợi nữa. Vậy nên là bây giờ tôi sẽ quyết định là tôi chuẩn bị đồ và tôi xây luôn. Chúng ta sẽ cứ xây cái phần mà không cần đến cái cục bóng nhòn trước đúng không? À, sau này mà mình gặp anh thương nhân mà mình đổi được bóng nhòn thì lúc ấy mình xây nốt cái phần của bóng nhòn sau đúng không? À, ok anh em thì bây giờ tôi chuẩn bị đồ anh em ạ. Ok anh em. Thì hiện tại là tôi đang ở cái làng bên cạnh anh em ạ. Đấy. Tôi lại phải chạy qua cái làng bên cạnh để tôi tìm sách tiếp hả. Thì là tôi cần một quyển sách mà nó sẽ đưa cho tôi được một cái đồ trong cái máy farm anh em ạ. Đó là cái quyển độ mềm mại này. Đó. Với quyển độ mềm mại này mình có thể ép vào cuốc để sau đó mình đi mình đào các cái thứ mà nó dễ bị hỏng ấy, như kiểu cỏ ấy. Thường là mình phá cỏ là nó không có rơi ra mấy cái bụi cỏ mà đúng không. Nhưng mà nếu mà với cái độ mềm mại này là nó sẽ rơi ra nguyên cái bụi cỏ luôn anh em ạ, khá là đẹp. Mình có cái này, sau đó là mình phải đi tìm cái vùng biển aquatic để mình đào cái rặng san hô anh em ạ. Đấy. Nên là tôi rất là cần cái độ mềm mại này. Ok. Được rồi. Đấy, quá ngon rồi anh em ạ. Một quyển là được rồi. Tôi về tôi sẽ ép vào cái cuốc của tôi. Nhưng mà cái độ mềm mại này nó không ép được cùng với cái gia tài. Thế nên là tôi sẽ phải làm một cái cuốc mới để tôi ép cái độ mềm mại này vào. Đó. Ok anh em ơi, bây giờ tôi về thôi. Đấy. Ok anh em ơi, tôi đang ở cái đường hầm ở dưới cái hầm trú của dân để tôi đào hang động đây. Bởi vì tôi muốn tìm cái redstone và tìm thêm đá cuội để mình craft một chút đồ để còn xây máy farm anh em ạ. Đây tự nhiên tôi đang đào thì tôi gặp kim cương anh em ạ. Rất là ngon. Thế nên là tôi bật lên để cho anh em xem cùng. Bây giờ tôi đã đào thử xem là đào được bao nhiêu viên anh em ạ. Đấy. Rồi, nhiều nhỏ. Ngon đấy. Thế tổng là bao nhiêu nào? Tổng là bao nhiêu nào? Ui rồi. Ok các bạn ạ. Đang đi tìm cái redstone thôi, chứ mà hôm nay thì tôi tìm kim cương quái gì hả? Tự nhiên tìm được 22 viên luôn anh em ạ. Ok, quá là ngon. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi đào rộng ra để tôi tìm cái bột redstone thôi các bạn ạ. Ok các bạn ạ, thì tôi đang trên đường để đi tìm cái vùng aquatic, cái vùng san hô đấy. Bởi vì là tôi cần phải có được cái rặng san hô bị khô anh em ạ. Đó. Thì tự nhiên tôi gặp một cái tàu đắm để tôi xuống nhanh nhanh để tôi lút thử xem cái tàu đắm có gì ngon không anh em ạ. Nhưng mà nó có cái bọn là The Round nó canh anh em ạ. Hơi nguy hiểm, để tôi có mong là có cái gì đó nó ngon trong này. Có bạc thôi à? Có vẻ là không có gì ngon đây các bạn ạ. Chắc cũng không có bản đồ kho báu đâu nhỉ. Chết cha rồi, đi lên nào. Ui dồi, đi lên nào. Tôi bị kẹt bởi cái băng của mình anh em ạ. À, ngon quá. Bởi vì là mình cũng cần một khối băng đây anh em. Không biết là bây giờ mình dùng cái độ mềm mại này mình có đào được cái băng của mình không ta. À, đào băng của tự nhiên thì được anh em ạ. Nhưng mà tự đào băng của chính mình làm ra để không được anh em ạ. Rồi, kệ đi. Tôi đi tiếp thôi anh em ạ. Tôi thấy là mình cũng may mắn đấy anh em. Bởi vì là cái vùng biển này là vùng biển ấm. Vùng biển ấm là khả năng cao là nó sẽ có được cái vùng aquatic đấy, là vùng san hô đấy. Thì nếu anh em nào không biết thì cái vùng san hô là cái vùng mà nó sáng kinh khủng luôn anh em ạ. Đi bao nhiêu lâu rồi mới tới được cái vùng này đây anh em ạ. Xung quanh có không? Đất liền này. Kệ đi, bây giờ chả quan tâm đến đất liền thôi anh em ạ. Ui anh em ơi. Trời ơi. Ôi dồi ôi, cái tọa độ kìa. 2025 và 1919 anh em ạ. 1991. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cảm động quá anh em ạ. Cảm động quá anh em ạ. Ôi ôi. Nhà tôi là tọa độ là 600 và 630 anh em nhá. Tôi chạy qua đây bao nhiêu xa đây anh em ạ. Ôi dồi ôi. Cái tập này là cái tập lâu nhất mà tôi từng làm luôn đấy anh em ạ. Ngày thứ 245 rồi kìa. Ôi dồi ôi. Anh muốn cái gì? Anh đừng có mà phá hỏng cái cua của em. Em bị chết là em chặt cua đấy. Anh đừng có đùa. Em mất bao nhiêu công để em tới được đây đấy. Anh đừng có mà cản em hả. Ok các em này, không nói nhiều nữa. Anh em có thể thấy là cái rặng san hô đẹp không? Quá đẹp đúng không anh em? Đẹp nhờ. Sau này nếu mà được thì tôi cũng muốn thử xây nhà dưới này. Đó. Ok. Ủa, đây là con The Round nhỏ anh em ạ. Thôi kệ bọn nó đi, mình không quan tâm bọn nó anh em ạ. Đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút. Anh em thấy cái đống này không? Cái đống này là nến biển anh em nhá. Đấy. Tôi không biết là nó dịch cái tiếng Việt thì nó có phải dịch vậy không, nhưng mà sao nó lại dịch vậy nhỉ? Đây là cái nến biển đây anh em, thì nó sẽ phát sáng khá là đẹp. Đây, chúng ta sẽ cần các cái này này. Đó. Bởi vì là tôi đang có cái độ mềm mại nên là tôi có thể phá hết các cái này. Thì tôi cũng không biết là mình cần chính xác cái nào thì mình cứ phá hết tất cả đi. Phá hết đi anh em ạ. Mang về không còn chốc nữa mà lại nhận ra là mình phá nhầm rồi mình quay ở đây là toang luôn đấy anh em ạ. Đấy, loại nào thì cũng phá một chút. Đó, màu đỏ, màu xanh, màu tím. Khá là nhiều màu đúng không anh em? Đấy. Bao nhiêu nhỉ? Ủa, từ từ. Úi dồi ôi. Bơi lên thở cái đấy anh em ạ. Tôi có đủ các loại chưa? Tôi thấy là tôi chưa có cái loại màu xanh dương. Để tôi lấy cái loại màu xanh dương đó. Lấy nhiều sau này mà quay lại thì lâu lắm. Kệ đi anh em ạ. À đúng rồi, mình bắt được cá về anh em nhá. Đây, tôi có mang xuống nước để tôi bắt cá cho anh em. Bây giờ muốn bắt cá là mình chỉ cần cầm xô nước xong mình ấn chuột phải vào con cá thôi. Để tôi bắt một em cá xinh xinh về. Đây rồi, đây rồi. Chào em đấy. Chiến thuật câu cá đây anh em ơi. Đấy. Ôi dồi ôi. Cái con zombie nhỏ này nó bơi nhanh lắm anh em ạ. Được rồi, tôi nghĩ vậy đủ ở đây anh em nhỉ. Tôi nghĩ đủ ở đây anh em ạ. Mình đi về thôi. Cái thuyền của tôi kia rồi. Đi về thôi anh em ạ. Quá ngon, quá ngon. Ok anh em, tôi đã về được rồi và tôi đã dọn. Wow 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 wow, what the hell. Sao mà em lạc đà của tôi thì em đã tận ngoài này này. Theo như tôi để ý là hình như là lạc đà và ngựa là nó trèo qua được cái đống này anh em ạ. Tôi không biết là bằng cách nào nó trèo qua được. Để từ từ tôi dùng cái dây tôi lôi em lạc đà về đây anh em ạ. À, tôi thật với anh em ạ, tôi đã dọn được đồ rồi đấy. Dọn được đồ xong rồi. À, chuẩn bị xong hết đồ rồi. Bây giờ chúng mình chỉ cần xây là được. Ok các em ạ. Thì là cái chuyện chuẩn bị là tốn của tôi mất tận 1 tiếng đấy. Chốc nữa tôi sẽ cho anh em biết tại sao. Chốc nữa tôi sẽ cho anh em xem là tôi chuẩn bị cái gì mà nó lại tốn nhiều thời gian như vậy hả. Đó là kỳ công đấy anh em ạ. Ok anh em, thì nếu mà anh em mà đã xem tới tận đây rồi thì đừng quên like cho tôi cái nhá. Nếu mà chưa sub thì nhớ sub vào tôi cái nhá. Ok anh em. Ok anh em, đây cho anh em xem tất cả những đồ mà tôi chuẩn bị đây. Đấy, 64 cái rương cộng thêm 34 cái rương. Anh em đi chặt cây bằng cái đống này nhá. Để đủ tạo ra cái đống này là đã đủ gãy tay em rồi. 42 cái hopper, 42 cái phễu. Mà mỗi cái phễu là cần 1 cái rương. Là lại cộng thêm 42 cái rương nữa à. Đấy, còn 6 cái pít tông dính cái này thì là từ 6 cái bóng nhờn đấy. À, nhưng mà mình cần phải làm thêm 6 khối bóng nhờn cơ. Tôi mới chỉ có mỗi 6 pít tông thôi. Tôi cần 6 khối cái cơ này, tôi vẫn còn thiếu mất. Đó. Đây, TRT dễ rồi á, mấy cái này dễ rồi. Theo tôi thấy ấy, khó nhất là cái đống cái này. Và đây này, cái bộ lặp redstone này này, khá là mệt nhá. Và cái pít tông này cũng khá là mệt, đi đào khá là nhiều cái redstone đấy. À, thực ra là đáng ra là tôi phải đi đào thêm đá cơ. Nhưng mà tại vì video là họ dùng đá địa ngục họ xây thật. Chứ mà nó không phải là tại tôi thiếu đá nên là tôi dùng đá địa ngục để tôi xây tạm nhá. Nhá, mà là cái video là họ dùng đá địa ngục họ xây thật. À, rồi. Ok các em ạ, bây giờ xây luôn thôi. Thì bây giờ ấy, lúc đầu mình xây ấy là mình đã xây như thế này. Xây cao lên 6 block. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, không xây thêm 1 block nữa. Đấy, xong mình sẽ xây ra 6 ô. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6. Đấy, và mình làm tương tự như vậy với 3 bên còn lại. Ok các em, sau khi xong cái này rồi là mình sẽ lấp vuông hết tất cả các cái chỗ này lại. Phèo của anh em ạ. Ok anh em. Đấy, xong rồi đấy. À, anh em thấy cái máy farm của tôi nó hoạt động không? À, nước thì nó sẽ đẩy cái bọn quái xuống dưới cái chỗ lửa á, và lửa nó giết bọn đấy. Ok, để tôi đánh dấu cái tâm là cái gì? Tâm là mình lấy từ đây vậy? Thế cha. Tâm của tôi ở đâu? Đây rồi. Một này. Rồi, đây. Ok. Sau khi mình xong rồi thì mình sẽ xây cái viền của nó như này anh em ạ. Đó, và mình sẽ xây nó bao xung quanh cả cái máy farm này. Rồi, ok anh em. Sau khi mình xong cái này rồi là mình sẽ xây từ mỗi bên là nó sẽ lên 2 block như này. Ok anh em. Sau khi mình xây cứ mỗi bên nó lên như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ đặt nước anh em ạ. Đặt nước là mình sẽ đặt như này. Đó, và mình sẽ phải cần 4 cái ô nước nữa để mình đặt vào 4 góc. Sau đó là mình sẽ đặt nước ở các cái bên cạnh luôn. Tôi làm cái bể cá anh em. Ôi trời, cái giày của tôi. Cá đừng chết cá ơi. Trời ơi, cái giày của tôi nguy hiểm quá anh em ạ. Đấy, đây là một em cá cực xinh anh em ạ.